Đây là cảnh buôn bán tấp nập ở làng Mai Đầm Đá dịp gần Tết 2021. Khu vực này thì người dân hầu như 100% là trồng mai. Ngày cuối năm này là những ngày mà nhộn nhịp nhất ở đây. Các bạn có thể thấy là cái quang cảnh người mua người bán rất là đông. Những chuyến xe người ta chất hàng ra ngoài các tỉnh ngoài Bắc rất là nhiều. Cuối năm thì đây là những cái chiếc xe mà người ta sẽ thô đỡ dỡ mai ra ngoài Bắc đây. Chiếc xe rất là lớn, mỗi xe chở hàng trăm chậu mai. Cuối năm thì người dân chỉ việc đem mai ra trước nhà sát đường đây mà bày bán thôi. Đây dưới ruộng đây người ta còn rất nhiều mai chưa đưa lên đây đó, còn rất là nhiều chưa đem lên trên. Đây là đoạn từ bên xe ngựa đi xuống cầu Thanh Liêm Đập Đá An Dương Bình Định. Đây một số mai vẫn còn chưa nhặt lá đây. Những cây mà nhặt lá sớm thì người ta bán đi các tỉnh ngoài Bắc. Do ra ngoài đó thì rất là lạnh nên ngày mai sẽ lâu nữa hơn, nên người ta còn phải nhặt sớm. Còn mà nhặt muộn thì ra ngoài đó nó lạnh quá thì nó không có nở nổi, nó chỉ đứng luôn. Nên mai đi ra các tỉnh phía Bắc thì người ta thường nhặt ra rất là sớm, lý do là như vậy. Thấy hai bên đường rất là nhiều mai á.